cầu an cầu siêu không có tác dụng gì, tại sao các chùa là vẫn cầu an cầu siêu, nhất là chùa Nam Tông là cũng có để cái bàn cầu an cầu siêu. Cái vấn đề nó như thế này nè thưa quý vị, đó là khi mà Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam truyền chúng ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, sử dụng cái từ Phật giáo Nam truyền đưa vào trong Việt Nam, khi các ngài đem về Việt Nam thì có những cái từ mà đã ăn sâu vào trong cái tâm thức của người Việt. Mà nếu như mà chúng ta thay đổi những cái từ đó thì người ta sẽ càng thêm nhiều lý do để người ta quay lưng lại với Phật giáo Nam truyền. Cho nên vì để thuận tiện trong vấn đề hoằng pháp mà các ngài vẫn giữ lại một số tên gọi cũ không chính xác, trong đó có tên gọi là cầu an cầu siêu. Cái cầu an mà một cách hiểu sai lầm đó là gì? Đó là chứ tụng một vài cái bài chú nào đó, tụng một vài bài kinh nào đó và thế là được an ổn, thì xin thưa nó không phải, nó là sai. Nhưng mà cái khi mà các ngài giữ lại thì các ngài dùng nó theo một cái ý nghĩa khác. Đó là gì? Đó là khi mà Phật tử đến cúng dường trai tăng. Sư xin thưa, việc cúng dường trai tăng đã có từ thời Đức Phật. Khi Phật tử đến cúng dường trai tăng thì họ được cái phước bố thí thực phẩm đến chư tăng. Khi đó chư tăng thuyết pháp để người Phật tử hiểu được cái lời dạy của giáo pháp. Đó là thông lệ của việc cúng dường thực phẩm đến chư tăng thời Đức Phật, và hồi xưa thì gọi nó là trai tăng. Nhưng mà bây giờ mà mình gọi nó là trai tăng, cúng dường đồ ăn đến chư tăng, thì vào cái thời mà Phật giáo Nam truyền mới đưa vào Việt Nam thì người ta cảm thấy nó không có gần gũi bằng việc nói là cái buổi lễ cầu an. Cho nên dùng một gọi là dùng cái bình cũ mà rượu mới. Đó là tạo cơ hội để cho người Phật tử đi đến chùa là một buổi lễ trai tăng, cúng dường thực phẩm đến chư tăng, cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng. Đó. Và khi đó chư tăng thuyết pháp cho Phật tử nghe để họ hiểu thêm vấn đề giáo lý. Và đến cuối cùng chư tăng nói cái lời cảm ơn bằng một cái thời kinh tụng cảm ơn. Xin thưa, ý nghĩa của cái lời kinh tụng đó cũng là những lời cảm ơn, là cái sự cảm ơn của chư tăng, thể hiện lòng biết ơn của chư tăng đối với quý vị, đối với những người đã đem thực phẩm và tứ vật dụng đến cúng dường cho chư tăng. Đấy. Thì mặc dù cái tên gọi là cầu an, nhưng mà ý nghĩa đó là cái cơ hội để quý vị đến chùa làm phước cúng dường thực phẩm và tứ vật dụng đến chư tăng, là cơ hội để quý vị đến chùa nghe pháp. Đấy, cho nên bình thì bình cũ mà rượu thì rượu mới, có nghĩa là không có chuyện là phước là mình đem mình ban phước ông sư, có nghĩa là ông sư cho phước Phật tử, thì không có, mà tạo cơ hội để quý vị đến chùa, quý vị làm phước và quý vị hưởng cái phước đó. Nhờ như thế quý vị được an ổn, và đó là một cách hiểu mới về cầu an. Đấy. Tiếp nữa là cái cầu siêu cũng như vậy. Nếu như mà khi các ngài đem cái Phật giáo Nam truyền về mà các ngài nói là không có cái chuyện cầu siêu đó, thì người ta sẽ quay lưng trước, người ta sẽ vội vã quay lưng trước khi người ta kịp hiểu cái ý nghĩa giáo lý ở trong đó. Một người mà đến chùa thưa sư, là ba con mới chết là xin sư đến cầu siêu, mà mình lật đật mình nói là không, ai chết rồi đi theo nghiệp đó, chết rồi làm ác đi xuống, làm thiện đi lên, chứ làm gì có chuyện cầu siêu. Thì khi đó tự nhiên là mình đẩy nhà sư ra khỏi cái người Phật tử, người cư sĩ. Thành ra các ngài cũng dùng cái cách đó đổi thành một cách khác, đó là gì? Bình cũ mà rượu mới. Có nghĩa là sao? Các ngài vẫn dùng cái từ cầu siêu, nhưng mà theo một cái ý nghĩa khác. Đó là
cái sự hiện diện của chư tăng khi mà người cư sĩ có tang chế, nó là một cái sự an ủi khi mà có sự hiện diện của chư tăng, bản thân nó là cái sự an ủi trước rồi đó. Cái thứ hai đó, khi mà chư tăng đến mà đúng nghĩa cầu siêu mà bình cũ rượu mới theo một ý nghĩa mới mà các ngài hồi xưa các ngài đề nghị đó, là chư tăng đến có một cái thời pháp ngắn để cho những người mà đang đau buồn đó họ biết được cái lẽ vô thường, khổ và vô ngã, để họ vơi đi cái nỗi buồn và họ biết được cái phận sự của người con, người vợ, người chồng, người cha khi mà người thân đã quá vãng. Nhờ như thế họ biết được pháp. Một cái nữa đó, là đó cũng là cơ hội để mà người Phật tử cúng dường. Xin thưa, cái sự cúng dường ở đây không có mang cái ý nghĩa tiêu cực là ra giá như một số nơi. Đại đức bao nhiêu tiền, thượng tọa bao nhiêu tiền, hòa thượng bao nhiêu tiền, tụng một buổi bao nhiêu tiền, hai buổi bao nhiêu tiền, thì xin thưa không có ý nghĩa đó. Sư không nói về cái vấn đề đó. Mà sư nói ở đây đó là khi mà một vị sư tới cái chỗ quý vị đó, quý vị đảnh lễ chư tăng, bản thân nó đã là phước, cái phước cung kính. Cái thứ hai, quý vị mời nước. Cái việc mà quý vị mời nước đó là quý vị đang bố thí nước đến chư tăng, là quý vị được cái phước bố thí. Khi quý vị có cái phước đó, chư tăng tụng kinh, cái việc chư tăng tụng kinh nó là gì? Thứ nhất là chư tăng nhắc quý vị nhớ lại cái lời dạy Đức Phật Anicca Vatasankhara Uppa Dawaya Thammino Uppachitta Rucchanti Te Sangvu Vasamo Sukho. Chắc chắn vị sư nam truyền nào đi tụng kinh cầu siêu cũng đều thuộc bài này. Nó có nghĩa là gì? Các hành là vô thường, có sanh tất có diệt. Vì nó cứ sanh diệt như thế cho nên nó đem lại cái sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt cả các cái pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Đấy, từ đó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Và cái thứ hai đó là gì? Hồi hướng. Hồi hướng. Hồi hướng là khi mà người cư sĩ đó họ tạo những cái phước báo như thế, họ đem, họ hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của họ đã quá vãng. Đấy, thì đó là cái cơ hội của họ. Cho nên cái việc mà chưa tăng đến mang ý nghĩa cầu siêu thì gọi là cái bình cũ mà rượu mới thôi. Bình cũ rượu mới thôi đó. Cho nên là quý vị cứ yên tâm, mặc dù là cái bản là ghi cầu an cầu siêu, nhưng mà nó không phải là cầu an cầu siêu theo cái kiểu cầu an cầu siêu mà quý vị nghĩ là cầu an cầu siêu ha. Rồi, do cái vấn đề là cái câu hỏi này là nó cũng đã hết cái dung lượng cần thiết cho buổi vấn đáp ngày hôm nay. Còn khoảng 8 cái câu hỏi nữa thì để